POG được trao dành cho Nico của Châu Vi ở trong ván thi đấu đầu tiên với một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của mình. Và ở ván đấu thứ hai này có một chút sự khác biệt khi mà T1 được chọn bên thì họ đã chọn chuyên đội đỏ. Với việc đổi bên như vậy thì T1 chắc chắn sẽ có những sự thay đổi về mặt cấm và chọn để vận hành đội hình của mình khác đi. Tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là một xu hướng đánh xếp hạng đơn, nhưng sẽ có thể có một counter pick nào đó cho Zeus để hình thành một carry cánh trên chẳng hạn. Ít nhất là họ phải có được một đường nào mà tỷ lệ thắng nó cao. Và có lẽ như họ đang đặt niềm tin vào chuyện là khi cho Zeus chọn sau thì bên phía của T1 sẽ có một cánh để Honor có thể đánh xoay quanh. Tại vì nếu như không có một cái định hướng rõ ràng nào thì những cái quyết định của Honor nó cũng rất là chấm hỏi thật sự ở trong khoảng thời gian gần đây. Thì thôi cứ cho Honor một đường thẳng đã, rồi tính tiếp. Genji thì vẫn như cũ thôi, xác định là cứ đấm ba con rừng trước đã. Bây giờ chúng ta vẫn còn Vi, nhưng mà vậy thì Genji phất bích chọn đầu tiên con Vi đúng không? Thì T1 phải cấm con Vi. Rồi họ cấm Nico thì... và Genji có thể first pick Vi dành cho Phoenix để anh ta có thể tiếp tục cái công cuộc kiểm soát các mục tiêu lớn của mình. Nhưng Genji quyết định khóa vào Annie dành cho Châu Vi là lượt first pick của Genji, và để xem T1 có lấy Vi cho Honor hay không. Tôi nghĩ là nên lấy, ít nhất thì gọi là lấy nó khỏi tay của Phoenix. Chứ để Phoenix đánh con Vi này nữa thì thôi chắc cũng không còn đường nào để cho T1 đánh nữa rồi. Ok, T1 đang khởi đầu với một cái khung rất là giống với Genji ở trong ván 1, là Kai'Sa, rồi sau đó là Vi. Giờ đây thì Genji sẽ có câu trả lời của mình dành cho Phoenix. Họ sẽ chọn nhanh rừng với lại xạ thủ luôn không, để tránh bị lộ quá nhiều bài và tránh việc bị counter pick. Như vậy là đổi kèo. Tới ván này thì Bay sẽ đánh Saya. Và để xem là họ có muốn lấy rừng sớm hay không. Nếu mà rừng đánh cùng với Annie thì vẫn còn đó ngộ không để đánh kiểm soát giao tranh và kiểm soát các mục tiêu lớn. Đó cũng là một vị tướng đi rừng mà Phoenix cũng đã sử dụng rất là nhiều ở trong quá khứ rồi. Và ngộ không và Annie cũng là một cặp đôi có khả năng hoạt động chung với nhau rất là hiệu quả trong các pha giao tranh, trực tiếp áp lực vào những xạ thủ tuyến sau như là Kai'Sa của Majusi. Đối với T1 thì họ cũng có thể khóa vào một vị tướng khu vực đường dưới dành cho Carrier, ví dụ như là Rell, nhưng không. Bên phía của Genji quyết định lấy hỗ trợ, lấy luôn cả cặp xạ thủ hỗ trợ đó là Saya cùng với Rakan. Còn T1 thì đang muốn hướng tới một con Azir dành cho Kobe. Và nếu Azir khóa vào thì sẽ là một Kai'Sa khu đường dưới trong tay của Majusi. Azir cũng không tệ. Azir sẽ giúp cho T1 có thể chơi một cái lối chơi là không làm gì cả, đánh phòng ngự và chờ đợi tăng tiến sức mạnh xung quanh con Azir. Cái đó thì cũng là một cái lối chơi mà tôi nghĩ là cũng khá là dễ để có thể vận hành. Nó chỉ yêu cầu bạn làm sao bạn cắm mắt được một cách đầy đủ xung quanh những khu vực cần bảo vệ tùy tình huống. Như vậy thôi. Thì T1 đang cấm đi một con tướng có thể giúp cho Binet tạo đột biến từ rừng, đó là Nocturne. Rồi cấm đi một con tướng mà họ đang không sẵn sàng chọn trước cho Zed là Renekton. Còn Genji thì cấm đi thêm Rell và Nautilus luôn đúng không? Ragas. Họ sợ Zed đánh Ragas đường trên. Vâng, và như vậy thì cơ hội để Carrier có được Nautilus ở khu đường dưới là đây. Kai'Sa và Nautilus vẫn là một cặp đôi đi chung với nhau khá là hiệu quả, và Zed sẽ là người được ưu tiên last pick ở trong ván thi đấu này. Câu hỏi đặt ra là Genji sẽ lựa chọn vị tướng nào để Doran có thể đánh thủ hòa và đánh cánh yếu. Và Jax sẽ là đường trên dành cho Genji trong ván đấu này khi mà Return đã không còn, Ragas không còn. Thì Zeus sẽ lựa chọn vị tướng đường trên nào để gánh đội ở trong ván thi đấu thứ hai này đây. Gangplank đang là vị tướng mà anh ta muốn hướng tới. Nhưng Gangplank đi đường cùng với Jax không phải là một kèo đấu dễ. Và để xem liệu rằng có tự tin khóa vào Gangplank hay không đây. Còn vài giây nữa thôi, tôi nghĩ rằng Zeus đã xác định là Gangplank rồi đó. Để đánh cái kèo này. Khúc cuối đổi thành Na. Na là một vị tướng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ thiên về chuyện là đánh một cái đội hình giao tranh với đồng đội hơn là một cái kèo thắng đường. Tại vì kèo này thắng đường cũng rất là khó nha, kèo này không thắng được đâu. Và như vậy là T1 sẽ hướng tới một ván đấu cũng... Thấy với Genji ván 1 họ không làm gì nhiều, thì T1 nói là ván 2 tôi cũng không làm gì nhiều được, cả hai cùng skillless. Nhưng mà đọ teamfight với Genji chưa nói nhiều về đội hình, xét về tính chất con người thôi đã thấy khó cho bên phía của T1 rồi. Họ không quyết định đánh một đội hình win land win game mà đánh một đội hình mang tính giao tranh tổng. Và để xem là với ván thiếu thứ hai lựa chọn một đội hình an toàn như vậy từ phía T1 với hai carry cùng với một tuyến trên có khả năng chống chịu mở giao tranh như là Vi, Nautilus cùng với Na, thì liệu rằng họ có vượt qua được dẫn đi đường với Genji hay không? Biểu cảm của Kyria mấy ván gần đây là thấy là gọi là nản lắm rồi, nặng nề đó. Camera quay tới là cứ cắm mặt với lại cúi đầu, không căng thẳng lắm rồi, không biết là bằng cách nào họ có thể vượt qua cái giai đoạn này đây. Faker theo thông báo cuối cùng đến từ Bangui trước khi mà anh ta từ chức thì phải nghỉ ít nhất là 2 tuần. Tới lần gần nhất thông tin đến từ bên phía của T1 thì Faker vẫn chưa đỡ đâu, mà còn chưa thực sự gọi là chưa xác định được cái rõ ràng là cái chấn thương đó là cụ thể nó là như thế nào. Thì việc mà Faker nhiều khi có thể nghỉ hơn 4 trận là nó đều hoàn toàn có thể xảy ra. Không biết là ai cứu được T1 đây.
đây sẽ là một giai đoạn rất là khó khăn dành cho T1. Ở tuần sau thì họ sẽ gặp Nongshim cùng với DK. Trận đấu với DK cũng là một trận đấu rất là khó khăn khi mà phong độ của DK cũng đang rất tốt, đặc biệt là DK đánh cùng với các đội nhóm dưới thì họ đánh rất là ghê. Và bây giờ có thể gọi là T1 lúc này T1 lúc này có thể gọi là một đội tuyển ở nhóm dưới, bởi vì thực ra là trên bảng xếp hạng thì họ ở nhóm trên thật, nhưng mà những trận đánh cùng với DX mà thua 0-2 thì chắc chắn là sức mạnh của T1 thời điểm này thì sẽ không được đánh giá quá cao so với các đội tuyển khác. Thì chúng ta sẽ có nghe bài thuốc thử là T1 đánh với Nongshim, cái là biết liền tìm ra ai là đáy xã hội hiện tại luôn chứ giờ cái gì nữa. Ván đấu thứ hai đã bắt đầu và hãy cùng chờ đợi, ít nhất là hy vọng rằng T1 sẽ có một ván đấu tích cực hơn so với ván đấu đầu tiên. Giờ đây thì họ đã thay đổi cách tiếp cận ván đấu, một đội hình sẽ yêu cầu họ đánh phòng ngự cắm mắt tốt. Lần này thì Honor không cần phải găng, chỉ cần ra bảo vệ các đường của mình là được. Điều đó thì anh ta cũng đã không làm được ở trong cặp trận gặp các thành viên phía của DX, khi mà để cho Zuhan out jungle hoàn toàn ở cả hai ván đấu. Và ngày hôm nay gặp gỡ với con Kha'Zix của Phoenix thì để xem là T1 sẽ xử lý như thế nào. Cấp 1 họ muốn di chuyển để kiểm soát tầm nhìn và họ sẽ ít nhất có được con mắt cắm tại bãi chim kiểu biểu dị của Gen.G. Sẽ không có những con mắt cắm sâu hơn đến từ phía T1 được, vì bộ 3 bên phía bên kia cũng là bộ 3 rất là áp lực. Serakan cùng với Annie cấp độ 1 là những vị tướng không yếu một chút xíu nào cả, và thậm chí đây sẽ là tình huống di chuyển quét mắt để triệt tiêu thông tin và Phoenix vẫn chưa hề bị lộ vị trí. Thậm chí lượng kinh nghiệm mang lại dành cho bộ 3 Gen.G sẽ là lượng kinh nghiệm để họ có thể có được những sức mạnh cấp độ 2 tốt hơn. Chu Vi sẽ di chuyển về phía khu vực bãi chim biến dị của đối phương, chuẩn bị gửi mắt lại. Doran lao vào trao đổi với Zed một cách cực kỳ tự tin, mặc dù anh ta là người bị mất máu nhiều hơn khi mà Zed có thể lui về ở trong tình huống vừa rồi. Nhưng đó là một thông điệp mà Doran gửi đi rằng là hiện tại anh ta đang sẵn sàng thắng đường trong các kèo đối đầu 1-1 với lại Zed. Còn Bobby một lần nữa sẽ phải đối mặt với lại Chu Vi, mà con Annie này thực ra cũng là con tướng mà đi đường rất là khó chịu. Sải tay rất dài đến từ Chu Vi, và vừa rồi anh ta đã dùng triệu hồi Ahri để cấu máu ở ngay những đợt lính đầu tiên. Còn khu vực đứng dưới thì sẽ là vòng rừng từ dưới lên đến từ cả hai người chơi rừng, và để xem có một người chơi rừng nào muốn ganh sớm ở trong ván đấu này hay không. Nếu như không có gì đặc biệt thì cả hai sẽ hẹn gặp lại nhau ở tại khu vực cua trên, nơi mà có lẽ Doran vẫn sẽ có những áp lực tốt. Mặc dù tay ngắn hơn nhưng chất tướng Jack vẫn sẽ cho phép Doran có những áp lực ở cấp độ 1 cực kỳ tốt trước con Na phía bên kia của Zeus. Và thậm chí là cấp độ 1, Zeus đã nâng vào kỹ năng E và anh ta cũng mất máu rất nhiều với những tình huống trao đổi chiêu thức cùng với Doran khu vực trên. Giờ đây thì Chu Vi đang bắt đầu đứng sau lính để anh ta sẽ sử dụng những tình huống đẩy quy vào người của Bobby, còn những đòn đánh tay sau đó sẽ giải quyết lính. Liên tục là những tình huống cố gắng làm mềm nhau. Cả hai đều đã phải dùng những cái bình máu cũng như là bích quy ở trên người của mình để có thể giữ được lượng máu tốt. Và Bobby là người nhưng bây giờ trên người không còn cái gì để hồi phục nữa. Rồi thì giai đoạn này sẽ rất là nguy hiểm. Chu Vi tốc biến, đó là pha đổi tốc biến giữa hai đường giữa. Binet cũng có mặt ở đây, Honor cũng có mặt ở đây, nhưng cả hai cùng lui về. Nhưng vấn đề là T1 là đội có đường giữa bấm thẳng B về, cho nên lúc này Binet rất là tự tin tiến vào rừng của Honor để có thể cạnh tranh. Anh ta biết rằng nếu như có biến thì Chu Vi sẽ là người vào. Pha đấu 1-1 trong rừng, Honor đấm cũng khá là tốt. Binet cực kỳ tự tin nhưng mà ta bị mất máu nhiều hơn, chuẩn bị phải chạy rồi. Honor đang giữ vị trí để có thể lao theo. Quyết định của Honor là không lao theo. Một pha quyết định solo 1v1, mặc dù đó là một pha bị cô lập nhưng Honor có đủ sự tự tin để solo trong pha vừa rồi. Vấn đề tình huống mà Chu Vi không có tốc biến nữa, đấm trúng là có điểm hạ gục và đánh combo thành công. Chu Vi có rất là nhiều lính nha, đang cố gắng câu giờ nhưng góc về của Chu Vi hiện tại rất xa, cần một cú đấm nữa đến từ Honor. Cú quy của anh ta đang hồi lại, Chu Vi vẫn đang cố gắng chạy, không có ai di chuyển ra để hỗ trợ cả, và đó là chiến công đầu dành cho Honor. Một pha xử lý có phần hơi chủ quan đến từ bộ đôi mid rừng bên phía của Gen.G. Phoenix đã vào để tạo một áp lực lớn lấy máu của Honor, nhưng đó là một ngưỡng máu mà Honor vẫn có thể thực hiện được pha tấn công ra khu đường giữa nhắm tới một Annie không còn phép bỏ cho tốc biến của Chu Vi. Về vòng rừng thì sẽ có những sự chậm trễ đến từ Honor khi anh ta phải đánh vòng rừng nó hơi lệch lạc như thế này, và để xem là tình huống bấm B về vừa rồi của Honor nó đi qua lượng tầm nhìn của Gen.G hay không nhỉ? Nhưng không đi qua lượng tầm nhìn của Gen.G. Nhưng Phoenix phần nào đó cũng đã có thể kiểm soát được vị trí đứng đến từ người chơi đường rừng đối phương để anh ta xử lý cua trên này. Xong cua trên, liệu rằng họ có một pha xâm lăng vào khu vực bùa đỏ của T1 hay không? Câu trả lời có vẻ là có, vì đường trên Doran vẫn đang làm tốt với những đợt đẩy của mình. Nhưng đừng quên rằng Honor đã về nhà mua đồ, trang bị của anh ta lời hơn nha. Còn trên người Binet không có gì cả, ngoại trừ việc là anh ta vẫn có cái trừng phạt để có thể cạnh tranh mà thôi, và lời hơn cái tốc biến. Nhưng mà lượng sát thương mà Honor có thể gây ra chắc chắn là vượt trội hơn. Ngay cả khi là trong pha trước đó chúng ta cũng thấy Honor cũng đã có được ưu thế rồi. Cạnh tranh trừng phạt, Honor thắng và anh ta đang đi bộ ra thôi, anh ta không thể nào bị hạ gục được. Và sau đó là Binet cố gắng gỡ lại bằng một bãi người đá cánh trên, nơi mà Doran đang liên tục có những pha trao đổi lời. Nhưng Doran vừa bị làm choáng, rất trở về dạng Na tí nị.
và anh ta có thể gặp nguy hiểm khi Warner đang đứng nhìn về phía khu vực con Na Tí Nị này. Nhưng lượng máu và năng lượng này tôi nghĩ băng trụ vẫn hơi nguy hiểm. Warner ngay lập tức có mặt để có thể che chở cho đường trên của mình. Hai bên bắt đầu đấm nhau, vẫn là lợi thế tôi nghĩ dành cho Warner tại vì anh ta có nhiều trang bị hơn. Nhưng Doran là người vào trước, kích hoạt phản công sớm làm cho hắn rớt. Và hai thành viên của NG đang lui về, trong đó Binet mất rất nhiều máu. Đường giữa cũng đang có một tiếng va chạm nhẹ giữa Poby cùng với Chovy trong một pha mà Poby đang có ý định di chuyển lên cánh trên để hỗ trợ cho Zeus cùng với Honor. Thì anh ta bị đánh chặn ở tại bãi chim kỳ biến dị của T1. Và đó là một pha hơi tiếc cho Doran là anh ta không vào đủ tầm để tốc biến cùng với thực hiện cú nhảy và nện tấn công Honor. Đó là một pha cũng gây áp lực rất là tốt đến từ đường trên bên phía của Genji, mặc dù anh ta ở trạng thái năng lượng khá thấp. Nhưng còn một cái máy bích quy để anh ta hỗ trợ cho Phoenix trong việc tấn công vào phần rừng bên phía của T1. Nhưng pha tấn công vừa rồi thì Phoenix lại không cạnh tranh trừng phạt được và qua đó thì Honor vẫn có được con bùa đỏ. Duy trì được một lượng chỉ số các vật rừng không hề thua kém so với Phoenix mà lại có được lợi thế trên công đầu nữa. Tính ra đây là ván đấu mà khởi đầu đã tốt hơn rất nhiều dành cho bên phía của T1. Honor găng thành công, rồi sau đó anh ta cũng ở đúng nơi đúng chỗ. Nếu như vừa rồi Honor không có mặt ở cánh trên thì rất chắc chắn đã bị băng trụ rồi. Nhưng mà Honor đã thi đấu tốt, một điều cũng khá lâu rồi anh ta mới làm được đó nha, là cái combo quy tốc biến thành công. Và đây là tình huống mà Chovy nằm xuống nhưng anh ta không mất quá nhiều lính. Đợt lính mà anh ta đã kiểm soát thì nó vẫn mang lại một lượng kinh nghiệm và chỉ số lính trọn vẹn dành cho Chovy trước khi anh ta dịch chuyển trở lại. Một màn hạ gục chiến công đầu dành cho người chơi rừng bên phía của T1. Nhưng các bạn nhìn về cái lượng cách biệt tiền thì nó không phải là lượng cách biệt quá đáng ngại. Và cấp độ 6 dành cho Chovy, anh ta bắt đầu bước lên trước những con lính và gây áp lực khiến cho Poby sẽ rất khó để đón con xe này. Nhưng con xe này có vẻ như nó vẫn sẽ còn đủ máu trước lượng sát thương đến từ những con lính đánh xa này. Chovy đang... anh ta thậm chí là bỏ qua việc last hit. Nãy giờ Chovy last hit cũng không đảm bảo 100% để đứng áp lực vào Poby. Nhưng mà cuối cùng thì Poby cũng có được lính gần trụ của mình để có thể farm an toàn. Cảm giác là ván 2 này Genji bắt đầu là đội họ thấy đội hình của T1 là đánh chậm cho nên họ đang muốn làm nhiều hơn. Honor đang có cơ hội để di chuyển qua rừng của đối phương nhưng ta sẽ không tấn công vào rừng đối phương mà di chuyển xuống đường dưới để hỗ trợ tấn công vào delay người đang rất thấp máu nhưng có mắt kiểm soát, hỗ trợ Genji sẽ lui về được. Một pha cũng đã đẩy lính lên khá cao đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Genji và họ cũng sẽ không bị chịu áp lực quá nhiều ở đợt lính này. Còn khu vực đường giữa thì sao? Chovy vẫn đang đánh cực kỳ hổ báo mặc dù anh ta đã bị nằm xuống một lần. Nhưng cái áp lực đi đường của anh ta cực kỳ lớn và Poby đã phải mua kháng phép sớm rồi. Nhưng kèo này thì vẫn đang là một kèo mà Poby thua tới 10 chỉ số lính. Và Chovy sẵn sàng có những pha triệu hồi tipper để có thể lấy máu người trên đường giữa đối phương, tạo ra những pha đẩy để họ hướng tới những mục tiêu lớn như là dòng nguyên tố cánh dưới. Nhưng có lẽ họ sẽ cần đến cấp độ 6 của Phoenix để kiểm soát những mục tiêu như là dòng nguyên tố một cách nó dễ dàng hơn. Còn cánh trên, một kèo đấu được lựa chọn sau đến từ Zeus và anh ta vẫn có một chỉ số farm ổn. Nhưng để thắng kèo này thì không phải là dễ. Kèo này về mặt chất tướng không dễ để cho con Na có thể kiểm soát được nó. Mặc dù là chúng ta thấy rằng là gọi là tay dài chứ thật ra con rắc này dạo này gọi đánh cận chiến hoặc đánh 1-1 ở khu vực đường trên thì không có nhiều tướng có thể thắng được rắc. Thực sự là rất là ít. Và đây có thể là một cái tiền đề để cho bên phía Genji đánh xoay quanh. Nhưng Honor lại tiếp tục có mặt ở cánh trên. Lần này thì anh ta sẽ đầu tiên là kiểm soát cua. Doran nhảy vào không cứu được cua, kích hoạt phản đồ lên tấn công vào Honor, làm choáng được nhưng mà sát thương gây ra cũng chưa phải là đáng kể lắm. Honor thậm chí quay ngược trở lại đánh luôn. Binet có mặt ở đây, Poby di chuyển vào, gấu được thả, Binet nhảy tới và Kerea không thể nào có mặt kịp để có thể hỗ trợ đường giữa của mình. Anh ta đang phải bỏ chạy và bên phía của Genji đã có được điểm hạ gục đầu tiên, sau đó lấy luôn con sứ giả. Một pha di chuyển hớ hình đến từ Poby và pha đó thì anh ta không có cái giày thủy ngân, bị làm choáng bởi triệu hồi tipper của Chovy và lượng sát thương đến từ bộ đôi mid rừng bên phía Genji trong pha vừa rồi là dư để lấy cái mạng của Poby. Poby thậm chí có pha đẩy phân chia hạ suýt chút nữa đã có thể bóp Kerea. Nhưng pha vừa rồi thì bên phía Genji cũng hài lòng với việc lấy được mạng hạ gục của Poby và sau đó họ sẽ có được con sứ giả tại khu cánh trên. Honor giật xuống cánh dưới nơi mà ít nhất là Humayoshi vẫn đang có được khả năng đầy đường tốt để họ kiểm soát một mục tiêu lớn ngược trở lại. Nhưng về mặt trao đổi như vậy thì bên phía của Genji vẫn lời một mạng hạ gục và Phoenix vẫn đang có những áp lực lên khu vực cánh trên trong khoảng thời gian này thì Zeus sẽ không nhận được quá nhiều sự hỗ trợ đến từ đồng đội và anh ta sẽ cần phải đánh cẩn thận hơn. Còn cánh dưới này thì Genji cũng sẽ chấp nhận mất con rồng nguyên tố đầu tiên mà thôi. Nhìn về mặt tiền thì tôi nghĩ cũng chưa phải là quá nguy hiểm hay bất kỳ một cái gì đó đe dọa dành cho T1 cả. Họ vẫn đang là những người có được một cái chỉ số farm tốt ở khu vực đường dưới và đường trên. Đường dưới thì thật ra chúng ta không thể nào trách được Poby được. Anh ta đánh ở giải Challenger mà anh ta còn ở nhóm dưới bảng xếp hạng nữa. Bây giờ bắt anh ta lên đánh đường giữa là Chovy thì không bị đè bẹp sớm đã là một thành công của thanh niên này rồi. Vâng, đây là một tình huống mà các bạn có thể thấy lượng sát thương đến từ Kha'Zix cùng với Annie nó lớn đến như thế nào. Và một Azir trong pha vừa rồi không có giày thủy ngân thì chắc chắn là không thể nào chịu nổi. Cách biệt về lính ở tại khu đường giữa càng ngày càng gia tăng thêm, rất chóng mặt rồi. Và sẽ là một khoảng thời gian rất khó khăn dành cho Poby với lượng sát thương ít ỏi. Đường trên đó là pha lao lên chủ động đến từ Doran. Nhưng mà Zeus có Na khổng lồ với cú chiêu cuối của mình thì anh ta cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Vây bắt khu vực đường trên đối phương để tấn công một con Na Tí Nị và triệu hồi sứ giả chăng. Nhưng đây là tình huống mà Phoenix đã đi qua tầm nhìn và anh ta vừa mất kỹ năng E.
và bị đấm. Mocmonel đang sẵn sàng và họ không cần dùng tới nó nữa bởi vì họ đã đủ sát thương để có thể dứt điểm rồi. Kera đã sử dụng cái thủy lô tầm nhiệt của mình sớm. Tình huống di chuyển của Venus đã đi ngang qua mắt và anh ta không biết rằng mình đã lộ diện, cho nên là pha phản xạ đến từ bên phía Tiêu Anh là rất dễ dàng. Họ lại vươn lên dẫn trước một lần nữa. Và đó cũng là tình huống di chuyển rất là bất ngờ đến từ Carrier, vì thực ra là mục tiêu cánh trên sứ giả đã mất trước đấy rồi, nhưng mà Carrier vẫn bỏ Gumayusi để lên khu cánh trên và thực hiện một pha hiệu khống chế khiến cho người chơi rừng bên phía của Gen.G đã bị bất ngờ. Nếu như pha vừa rồi nếu solo 1-1 thì tôi nghĩ là lượng sát thương đến từ Honor có thể sẽ bị thiếu hụt một chút, và Peanut vẫn có thể xử lý bằng chiêu cuối tốc biến cùng với hạt thông nổ tại thời điểm đó. Nhưng với một con Nautilus xuất hiện bằng thủy lô tầm nhiệt, hiệu khống chế là quá dày và Peanut đã phải lên bảng đếm số một con mắt, chỉ còn lại một chút xíu thời gian mà thôi. Nhưng Peanut đã không phát hiện ra điều đó và anh ta có một pha nằm xuống tương đối đáng tiếc, mất đi những áp lực ở tại khu vực cánh trên. Thì nó sẽ là một tình huống mà Doran sẽ cần phải đánh cẩn thận hơn. Chovy vẫn đang có những pha di chuyển của mình và anh ta đang nhắm đến khu vực đường trên của T1. Lúc này thì chuẩn bị là Na khổng lồ, mà tôi không biết là Na khổng lồ có đủ sức để giúp cho Zed sống hay không. Anh ta đang không có chiêu cuối nha. Chovy vào vị trí, Doran đã ép được tốc biến của đối phương, gấu được thả và Doran không kịp. Chính xác là Zed không kịp biến Na khổng lồ nữa kìa trong tình huống vừa rồi. Đợt lính này lớn quá. Pha di chuyển này của Chovy rất là hiệu quả. Pha dịch chuyển này lên của Bobby chỉ có ý nghĩa duy nhất là để hứng lính mà thôi. Nhưng người thọt sẽ là Zed. Zed đang cực kỳ thọt với tình huống nằm xuống ở một lính lớn đến như vậy, và Ma cũng trong tình huống vừa rồi nó rơi vào tay của Doran. Một cách biệt lính bắt đầu được hình thành tại khu đường trên cùng với những lợi thế từ một Ma gục, chắc chắn sẽ là một kèo đấu đầy lẻ bất lợi dành cho T1 ở trong ván thi đấu này trong ít phút sắp tới. Còn ở khu vực đường giữa, với tình huống di chuyển lên khu đường trên của Bobby thì ngay lập tức đó là pha triệu hồi sứ giả đến từ Phoenix, và họ lấy được khoảng chừng 2 lớp giáp trụ tại khu đường giữa của T1 cùng với khoảng trống khu vực đường trên dành cho Doran, thì anh ta cũng đã đẩy được lính vào và đang dần hình thành lợi thế cánh trên cho bên phía của Gen.G trong ván đấu này. Giao điện đã có trên người của Gumayusi. Đây là thời điểm mà con Kai'Sa của ta sẽ có một khả năng đẩy đường tốt. Nhưng mà nãy giờ hai đội cũng chẳng quan tâm gì tới khu vực đường dưới cả. Phần chia thiên hạ đã thành công và có ngay Honor đứng đợi sẵn với một lượng sát thương cực kỳ lớn. Dùng luôn cả chiêu cuối để có thể dứt điểm, nhưng mạng được thì tốt. Đó là Bobby về điểm hạ gục. Lần thứ hai trong ván thi đấu này thì Honor ra ganh thành công khu vực đường giữa nhắm tới Chovy. Lần này Chovy không còn tốc biến, không còn triệu hồi tipper thì anh ta bắt buộc phải lấy bản điểm số với tình huống đứng cao. Sự xuất hiện đến từ Delay cũng không đảm bảo được sự an toàn dành cho Chovy với tình huống anh ta bị đẩy phân chia thiên hạ về hướng của một con vi đã hoàn thành xong bố dịch sát thần và có chiêu cuối trong pha vừa rồi. Maha gục đã thuộc về cho bên phía của T1 như đường trên, thì Honor chính xác là Doran đang gõ rất mất máu cực kỳ nhiều, và đây là tình huống mà Phoenix cũng có mặt ngay lập tức. Honor cũng kịp ôi nó tốc biến lên đông cũng được. Vừa rồi thì đó là một tình huống phải tốc biến lên đến từ Honor khi anh ta quy trượt, và pha tốc biến lên vừa rồi thì nó chỉ để đảm bảo rằng Carrier sẽ về được mà thôi. Còn đường trên đau nha, giờ đây Doran gõ là rất mềm người đó, tại vì lúc này là tôi bắt đầu nghe tiếng chày danh sóc Bombo nó vàng vòng về tới studio của Bóc rồi đó. Hên là chưa xong cái bố rìu đó. 1000 tiền lệch rồi, 1000 tiền lệch ở tại khu vực đường trên, và lần này về thì khả năng cao Doran sẽ có được cái búa rìu sát thần. Lượng sát thương mang ra nó sẽ là cực kỳ khác biệt chúng ta cùng nhận lại tình huống này. Zed mặc dù đã có đủ nộ để hóa Na khổng lồ nhưng anh ta bị làm choáng, và chính tình huống làm choáng đó của Annie trong tay của Chovy đã khiến cho đường trên phía T1 không kịp hóa Na, và lại có một tiếng ganh đến từ Honor ra khu đứng giữa, có thêm Carrier. Móc món eo thành công, Honor lại có mạng. Tôi không biết có phải là tin vui cho T1 hay không. Thôi cứ xanh trước đi, tính gì tính, ít nhất là còn có người xanh đã. Honor có mạng hạ gục thứ ba, anh ta đã đóng góp 100% những điểm hạ gục mà T1 đang có và cực kỳ tự tin di chuyển vào rừng của đối phương, dọa đấm luôn Delay. Honor vẻ cọc, bây giờ gặp ai đấm nấy. Ván này thì đúng là có cơ sở để anh ta làm điều đấy, nhưng mà cần phải đấm quy chuẩn một chút và tránh những tình huống bị xử lý fail kỹ năng cá nhân. Đây là một tình huống họ hạ gục thành công được Chovy và mang lại những lớp khiên trụ tại khu đường giữa, cùng với đó là một áp lực để họ tiến ra con rồng yếu tố thứ hai của ván đấu này. Trước đấy thì họ đã kiểm soát thành công một con rồng sau khi bên phía của Gen.G có được sứ giả đầu. Và đây là một con rồng mà bên phía của Gen.G có vẻ như muốn đánh. Họ muốn đánh với tình huống di chuyển ra đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ, và có thêm cả dịch chuyển tới từ Doran. Rất không có dịch chuyển, thiếu người, và T1 mấm con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu về tay của Gen.G. Tình huống này thì đúng là bên phía của Gen.G thậm chí là họ còn không có trừng phạt. Khi mà tới cuối thì Peanut mới tới, nhưng mà cái áp lực của con rắc vừa mới xong trang bị lớn đầu tiên dịch chuyển xuống nhìn nó ghê quá. Và bên phía của T1 rút tôi nghĩ là cũng đều là hoàn toàn hợp lý. Việc mà bỏ con rồng nó cũng phải bước lùi lớn, và họ có đang rình Doran trên đường về. Nhưng mà Doran không đi con đường nguy hiểm đó, anh ta chạy thẳng vào khu vực bùa xanh. Honor vẫn đang đứng ở đó, anh ta không có tầm nhìn ở khu vực bùa xanh của đối phương. Trong khoảng trống này thì Zed đã kịp gõ khoảng chừng 50% máu trụ một đường trên rồi.
Nhưng mà thời điểm mà anh ta gõ vào máu trụ thì lại không còn khiên trụ để anh ta lấy thêm tiền. Và đó là một tình huống chấp nhận hy sinh một chút lợi thế cá nhân đến từ Doran để mang lại lợi thế tập thể dành cho bên phía của Genji. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống kết hợp lần thứ hai trong ba đấu này, họ ganh thành công được vào người của Chovy. Delay chạy nhanh ác. Delay thấy có biến cái là té luôn. Delay quay lưng một cách rất lạnh lùng khi thấy rằng Chovy là hết cứu rồi. Nãy giờ thì Honor găng cực kỳ thành công xung quanh khu vực đường giữa này khi ông ta đã 2-3 lần dứt điểm được Chovy. Đó là một tình huống ganh liên tục đến từ người chơi đường rừng bên phía T1 nhắm tới khu vực đường giữa của đối phương. Trong khoảng gian không có tốc tiến thì Chovy đã nằm xuống tới 2 lần liên tục. Và đây là ván thế mà Chovy cây đề của anh ta bắt đầu xấu đi rồi. 0-3-2 đang là những gì mà Chovy có. Và cái cách biệt về chỉ số lính mà Chovy có so với Poby nó cũng đã bị kéo xuống một chênh lệch cực kỳ thấp. Và khu vực đường trên thì Zerg đang quyết định all in ở một pha không, chỉ là một tình huống cố gắng dọn lính và rút lui mà thôi. Xét về lựa trang bị không có cửa nào để rớt đánh lại kèo 1-1 cùng với một con Jack đã hoàn thành xong bố rìu của Dora. Nhưng mà T1 đang có áp lực ở khu đường giữa và bắt buộc bên phía của Genji Bay phải di chuyển về để hứng cái đợt lính đó. Còn Honor với một lượng trang bị vượt trội, anh đang tìm cách tấn công vào Chovy một lần nữa. Đang đứng ngay kế bên Bobby để có thể đẩy. Chovy cảm thấy rằng hình như là có cái gì đó không thơm ở đây. Anh ta đã cắm mắt phòng ngự nhưng mà con mắt nó nằm ở chết về phía bãi người đá chứ không phải bụi cỏ chặt ba. Nhưng mà Honor nhận ra rằng là mình phải về để cạnh tranh sứ giả, không về kịp không? Không kịp rồi, bỏ luôn. Với một đường trên đang bị thua trang bị nặng đến như thế này thì việc giao tranh với đối phương ở tại sứ giả sẽ là một pha tự sát đến phía T1. Họ đánh giá đây là tình huống bắt buộc phải bỏ. Họ bỏ sứ giả và có định phát động tấn công nhắm tới Chovy nhưng mà vừa rồi Chovy đánh cũng rất là tỉnh. Và đây là tình huống mà Honor bị lộ vị trí, Chovy làm trước. Anh ta quyết định làm mềm đối phương trước và nhân tiện chắc là giải quyết lính nữa. Nhưng Honor đã vào vị trí có phía trên thì rất là người đang phải bỏ chạy. Doran thì đã lao vào, Chovy thấp máu lắm rồi. Honor đấm thành công và một lần nữa anh ta có được điểm hạ gục. Bobby còn đúng cho máu chạy về con gấu đấm phía trên này. Rất không bị làm choáng, Doran vẫn đang cắm nhưng mà ta quyết định rút ra. Sự bình tĩnh đến Doran bởi vì nhận ra rằng đây là ván đấu mà mình phải gánh Chovy. Binet có mặt ở đây, lượng máu của Honor không nhiều. Đây là pha rút tiền chăng? Honor đang cảm thấy rằng hết đường về rồi nhưng mà Binet không lao vào bởi vì đã có một tình huống dịch chuyển hỗ trợ. Đó là một tình huống mà Order cũng còn tài nguyên với tốc biến cùng với một cú đấm quy có thể tạo nên một lớp giáp đủ lớn để anh ta sống sót. Và nếu như Phoenix đánh liều thì anh ta có thể sẽ phải là người nằm xuống và cùng lắm là trong pha vừa rồi nếu anh ta có đổi mạng với Order thì cũng chỉ làm pha 1-1. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống nỗ lực đến từ Chovy. Anh ta biết rằng mình đã được chọn cho tình huống tấn công đến từ người chơi rừng của đối phương và mặc dù là khởi đầu một cú đấm quy trượt nhưng Order vẫn có đủ sát thương vì đây là con vi quá xanh. Chỉ là suýt chút nữa cặp đôi mid rừng bên phía T1 cũng đã bị báo oán bởi Tipper. Nhưng may mắn là họ vẫn rút lui với mỗi người một chấm máu và vẫn có mạng thứ tư dành cho Honor trong ván đấu này. Đây là một ván đấu mà Chovy đánh cảm giác rất là buông thả nha, hơi lỏng lỏng một tí đó nha. Hình như đây là ván mà anh ta chết nhiều nhất từ đầu mùa giải đến giờ thì phải. Tôi cũng không nhớ ván nào mà anh ta nằm xuống tới 4 lần mà đây là mới chỉ là phút thứ 18 thôi đó. Vâng, và bên cạnh đó thì khu vực đường dưới của T1 trong ván đấu này không diễn ra nhiều những pha giao tranh và Humayushi đang là người kiểm soát những đợt lính tốt hơn với một chỉ số farm nhỉnh hơn so với Pay khoảng chừng 2 đợt lính. Nó không phải là cách biệt quá lớn nhưng ít nhất thì con Kai'Sa này của Humayushi có khoảng trống để anh ta tăng tiến sức mạnh. Pha đấm quy trượt của Honor mà anh ta bị hất tung lên. Kira đứng kế bên hỗ trợ. Honor đang chạy, Honor đang cầm rất nhiều tiền trên người nha và Kira sau khi cứu Honor xong chết báo xanh mà vẫn báo đấm quy trượt và lượng sát thương chắc chắn là bị thiếu hụt vì có một lượng sát thương rất lớn đến từ cú đấm bùng nổ. Và quan trọng là khi bạn trượt quy thì bạn bị miss mất một stack nội tại không. Và để cách kích cái nội tại của Vi thì nó rất là khó. Và đã đấm trúng á Tùng, đấm trúng kia đi ạ. Nó đang cọc vào nó đấm hết mà. Không phân biệt địch ta luôn rồi. Và bây giờ thì ôi sao Genji bây giờ lại dẫn tiền rồi. Họ vẫn có được lượng tiền đến từ trụ 1 khu vực đường trên là trụ 1 toàn bản đồ và Doran đang có một ngày thi đấu cực kỳ thành công. Ván thi đấu đầu tiên thì anh ta đánh cánh yếu, đánh rất là chắc. Ván này thì anh ta đang có 2 mạng hạ gục cùng với lượng tiền đến từ trụ thì anh ta đang là người cực kỳ xanh xao. Chúng ta hãy cùng nhận tình huống này. Phoenix đã có một pha tàng hình. Apply hoàn toàn cú đấm quy đến từ Honor và khi thấy một con Jack dịch chuyển xuống thì phần còn lại của Thiwan nói thôi thì Kera ở lại vậy. Honor đấm một xong quay lưng nhanh. Kera thì vô phương chạy rồi con Nautilus này. Giờ đây thì Kera cũng kịp tốc biến qua tường để có thể thoát khỏi tình huống tấn công đến từ bên phía của Genji. Còn Zed thì sẽ có được cái trụ này tại vì đội hình của Genji đã xuống rồng rồi. Ui, rồng lửa. Con Jack này nó cầm rồng lửa lát hơi mệt với Doran nha. Doran đi đến đâu là Genji có lợi thế đến đấy. Hai con rồng nguyên tố liên tục mà bên phía Genji có cần tới áp lực của Doran bởi vì cánh dưới của Genji trong ván này thực ra là cánh dưới bị thua. Annie của Chovy thì nằm xuống quá nhiều lần, Pay thì không thắng đường và cũng không có một trang bị vượt trội so với Gumayushi. Và qua đó thì họ sẽ cần tới Doran để
có được những áp lực cần thiết tại các mục tiêu lớn, và vừa rồi thì họ chấp nhận mất trụ một đường trên vào tay của Zeus. Nhưng họ đánh giá rằng kể cả là Zeus có được trụ một đường trên đi chăng nữa thì kèo đẩy lẻ với Doran vẫn sẽ không có nhiều cơ sở để Zeus thắng cái kèo này. Ván này thì Zeus đã hướng tới một con Na trùy phản kích chứ không phải là những món trang bị thường thấy đến từ Na ở khu đường trên. Tại vì anh ta không xanh, cho nên anh ta bắt buộc phải lên những trang bị mà nó đem lại cái khả năng hỗ trợ đồng đội nhiều và cố gắng làm cái vai trò. Xác định từ đầu là Zeus, tôi không biết là do tự tin hay do anh ta như thế nào, nhưng mà anh ta không chọn một cái kèo mà anh ta sẽ có được lợi thế về mặt chất tướng, mà anh ta chọn một cái kèo, một cái con tướng mà sẽ gọi là làm đẹp đội hình của T1, và họ sẽ chờ đợi những pha giao tranh 5 năm với Na khổng lồ phân chia thiên hạ kết hợp với lại thủy đô tầm nhiệt. Nhưng mà tôi không biết là họ có thể triển khai được cái pha giao tranh như vẻ đó như vậy trước bên phía của Genji không. Tại vì khi mà con rắc nó xanh á thì đội hình của bên phía Genji có thể dễ dàng đánh 1-4 thì nó sẽ hạn chế cái khả năng 5 năm của T1. Và đúng là như vậy, bên phía của Genji hoàn toàn có những phương án để họ đẩy lẻ với một con rắc đang có lợi thế lớn đến như vậy. Còn T1 thì sao, họ đang muốn có những pha di chuyển kiểm soát tầm nhìn và bắt lẻ bằng V trong tay của Honor, người đang rất xanh với 401 KDA. Và đội hình bên phía T1 cũng đã chạm ngưỡng sức mạnh đầu tiên của Kai'Sa cùng với Azir, mặc dù nó chưa phải là ngưỡng sức mạnh tối ưu với chỉ hai món trang bị, nhưng ít nhất là cái cách biệt về tiền nó khoảng chừng 500 tiền này bên phía Genji là một cách biệt khá ít, và T1 sẽ có những tiền đề của mình để kéo tới thời điểm ngưỡng trang bị thứ ba dành cho Kai'Sa hay là Azir. Đó sẽ là thời điểm mà lượng sát thương theo thời gian đến từ Kai'Sa cùng với Azir nó sẽ giúp cho bên phía T1 có những cơ sở để giao tranh 5 năm tốt hơn. Gumeo Si ván này tự nhiên lại có được cái nội tại tự đẻ ra lính tự ăn à. Bây cũng vậy luôn. 244 chỉ số lính, hai ông xạ thủ nãy giờ lặng lẽ farm KDA 001 với 000 farm ác chiến 250 chỉ số lính ở phút thứ 21-22. Kinh khủng thật sự. Nó khiến cho lát hồ cái lượng hỏa lực đến từ cả hai bên trong những pha giao tranh nó khá ghê nha. Nhưng mà vấn đề đó coi là xạ thủ bên nào được chơi ở trong tình huống giao tranh 5 năm, có thể là ở con rồng nguyên tố thứ tư. Tại vì lúc đó Genji đã đứng trước cái con rồng bản lề, cho nên là có thể là T1 sẽ không buông bỏ hai bên, dù là rắc hay không rắc thì T1 cũng sẽ phải lao vào. Thời điểm này thì bên phía T1 đang có những cái công cụ để kiểm soát những lượng tầm nhìn bằng những pha tia truy kích từ xa của Gumayusi. Còn về cái lượng tầm nhìn so sánh trực tiếp với một cái kiếm âm u trên người của Phoenix thì nó sẽ rất khó để người chơi dưới bên phía T1 có thể cân bằng được điều đó. Còn đường dưới thì Doran lúc này cầm hai đồ nhìn rõ lực và rất đang không thể đón lính nổi nữa rồi. Đứng phải cách xa phải hai cái màn hình chứ đứng gần. Doran cọc tóc biển lên gõ là sưng người á. Đó sẽ là một trụ rất quan trọng để Genji hướng tới con rồng nguyên tố thứ ba của mình ở trong ván đấu này. Và T1 thì đang lên cánh trên để kiểm soát tầm nhìn, và họ chưa có nhiều tầm nhìn lắm quanh khu vực cánh dưới nha. Việc mất đi ba trụ một đang khiến cho lượng tầm nhìn của T1 thực sự bị ảnh hưởng, và Zerg đang di chuyển với cái máy quét của mình và anh ta bị tấn công bởi Doran. Rồi, hạt không nổ, có thể giúp cho Zerg. Sau đó là Nati nảy cho người ta nhảy về được. Và lượng sát thương trả lại vừa rồi của Zerg cũng khá là đáng kể khi mà anh ta không bị làm choáng. Cũng lấy được tới 50% máu của Doran. Chovy đang đi vào một khu vực rất là tối và có delay ở đây. Đây là 2-2, họ quyết định mở, à chính xác là 3-2 chứ, bởi vì có cả tipper nữa. Tất cả mọi thứ đang được bung vào người của delay, bởi vì Chovy không mất tí máu nào cả. Sau đó chúng ta sẽ vô đâu vào con Rakan. Phía bên này thì T1 đã tới đủ người, móc Monel không đủ tầm và họ sẽ lui về được. Đó là một pha bên phía của Genji. Thực ra là họ chỉ mất đi những cú chiêu cuối của delay và Chovy mà thôi, họ không mất đi những cái tốc biến. Còn T1 thì mất đi tốc biến và chiêu cuối của Honor. Một pha tấn công nhanh đến từ phía của Genji và họ ép thành công cú tốc biến của Honor và dịch chuyển của Zerg nữa. Đó là những công cụ rất quan trọng để kiểm soát con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu này. Và lại một lần nữa Genji thành công với sự bình tĩnh trong pha xử lý của cặp đôi Chovy và delay. Họ đã mang lại những lợi thế nhất định ở tình huống giao tranh sắp tới, sẽ khoảng chừng 50 giây nữa con rồng nguyên tố thứ tư xuất hiện. Nó sẽ là con rồng lửa thứ hai của ván đấu này thuộc về Genji nếu như họ kiểm soát được. Bobby tối quá, đuôi vào rừng gặp phỉ. Anh ta vẫn chạy được, mày quá, vẫn còn các càng quét lưu động, nhưng mà mất đi phân chia thiên hạ, tức là pha giao tranh 5 năm tiếp theo thì anh không đánh được, mất hết tài nguyên rồi, mất hết tốc biến đến từ mid rừng như thế này, dịch chuyển của Zerg cũng không có để dịch chuyển xuống cánh dưới nữa. Thì đây có thể sẽ tiếp tục là một tình huống mà Genji có được mục tiêu lớn mà không phải trả một cái giá quá đắt. T1 đang muốn gỡ cánh trên bằng tình huống đẩy lên với lượng tầm nhìn, và họ có thể áp lực được vào trụ 2 đường trên đối phương. Còn việc kiểm soát Baron thì tôi nghĩ sẽ là hơi khó khăn một chút. Họ có sức thương theo thời gian đến từ Kai'Sa cùng với Azir để ăn con Baron này. Nhưng khi đối phương kéo lên để đánh nhau thì có lẽ T1 cũng sẽ hơi khó để thực hiện pha giao tranh. Chúng ta thấy rằng khi mà rồng chưa ra cho anh Binet cũng chạy thẳng lên khu vực cánh trên. Ít nhất người ta đang cầm kiếm âm u, cho nên là sẽ cố gắng hạn chế bớt tầm nhìn của T1 ở khu vực này. Thực ra nếu như có Bobby á, thì ăn Baron rất là nhanh nha. Hai con tướng của bên phía T1 cầm hai cái nanasaur để ăn Baron rất nhanh.
Nhưng vấn đề là Bobby đang phải ở khu vực đường dưới để phòng ngự trước cái áp lực của Durant, cho nên là T1 không thể nào tạo ra cái thế trao đổi mục tiêu được, mà họ đành phải chấp nhận hai con rồng lửa liên tục rơi vào tay của Genji. Và ba con rồng này của Genji thì Doran là người trực tiếp mang lại những áp lực cần thiết để họ có được nó. Những pha tiên tri kích của Kubayashi lúc này thì nó được tiến hóa rồi nên là nó sẽ... pha này thì có rơi phía sau vị trí của Bobby. Phần chi thiên hạ đã được sử dụng. Doran 1-2 nhưng Meta mất máu nhiều quá, chỉ còn đúng 300 máu mà thôi. Zed Bobby đứng đợi sẵn, tốc biến rất nhanh về phía sau. Và Doran sống, Chu Vi vào đổi người và cả Bidash cũng tới. Gấu đã được thả. Và đó là Bobby nằm xuống, Doran sống với một chấm máu, nó khiến cho T1 bị đổ lỗ đà. Tiên tri kích không trúng cho nên Guma không thể tiếp cận được. Và mặc dù Bobby trong pha vừa rồi anh ta đã kêu gọi sự hiện đến từ Na của Zeus, trước đấy thì Zeus lên khu cánh trên với ý định là bỏ rồng để áp lực trụ 2 nhưng không thành công. Và quyết định đến từ bên phía T1 là kéo hai đường đơn của mình để tấn công Jack của Doran. Nhưng lại một lần nữa Doran cho thấy sự bình tĩnh trong pha xử lý kỹ năng cá nhân của mình ở trong ngày thi đấu hôm nay. Một ngày mà Doran đánh quá chắc ván thi đấu đầu tiên là một con Raiden, ván thi đấu thứ hai là một con Jack, và đây là tình huống mà anh ta đã tấn công vào người của Honor. Đừng cho con Jack này lấy cái tiền sách đau đó, chứ nếu không là tốc biến đâu. Thôi chôn rồi. Doran đánh quá kinh dị ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và vừa rồi là một pha đọc vị tốt đến từ đường trên bên phía của Genji. Anh ta vừa thoát chết cho thiếu 1-2 và mang lại mà hạ gục dành cho bên phía Genji ở tại cánh dưới. Lên cánh trên bắt thành công một con vi không tốc biến của Honor. Và bây giờ thì cơ hội Baron mở ra cho Genji. Gumayushi thanh tẩy tốc biến rất nhanh để có thể thoát đi, nhưng Keria thì không còn cái gì để chạy cả, bị làm choáng, bị gõ liên tục. Và đó là điểm hạ gục dành cho Bay. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao rồi. Tôi hiểu tại sao là Faker không cho Honor đánh con Nidalee. Mỗi lần Honor hỏi là Nidalee được không anh, Faker nói em báo chưa đủ à mà còn đánh con Nidalee nữa. Vâng, và đây cũng là tình huống xử lý rất ngặt nghèo đến từ bên phía của T1 khi họ đang phải đánh nhau thiếu người, thiếu rừng ở tại Baron. Chắc chắn là mất Baron rồi, giao tranh thì sao? Giao tranh thì no hope chứ làm sao mà có thể đánh được ở thời điểm này nữa với con Jack này. Doran thực sự đang có một phong độ vô cùng khủng khiếp trong ngày thi đấu hôm nay. Gặp các thành viên phía của T1, chúng ta cùng nhìn lại pha này. Anh ta có cơ sở để 1v1, mặc dù anh ta bị quay bởi hai thành viên đối phương. Đó cũng là một pha mà Doran bị bất ngờ, nhưng anh ta vẫn xử lý được bằng đồng hồ. Và T1 biết triệu hồi sư, Bobby biết triệu hồi Zeus, thì Genji cũng biết triệu hồi Pidus cùng với Chovy, tương tự như vậy. Và đó là một tình huống giao tranh mà họ có được lợi thế về mà hạ gục. Họ cụ thể hóa nó bằng tình huống bắt thêm được cả Honor tầm nhìn có để Doran xử lý trong pha này. Và anh ta chỉ chờ con vi để mất quy thôi. Một vi không tốc biến bị mất quy. Và sau đó thì từ nhà đến trường. Mà cũng rất quan trọng để bên phía của Genji có thể khởi động con Baron và phá đi cái thế cân bằng tại thời điểm này. Và sự khác biệt lớn nhất đó chính là Doran. Và đây cũng là lý do vì sao mà Genji đang có những ván đấu quyết định để cho Doran đánh carry ở khu đường trên để anh ta có thể có những ván đấu như thế này. Thậm chí là tôi có cảm giác thằng Chu Vi đánh cũng nhẹ nhẹ một tí để cái mọi gọi là spotlight nó chiếu hẳn vào Doran ở trong cái ván này luôn. Ván này chính là Doran với cái BOG đang chờ đợi. Bay cũng chả làm gì cả, Bay kiểu chiêu đánh chuột phải vào những pha giao tranh thôi chứ không làm gì cả. Và tất cả là Doran làm hết. Doran thắng đường trên, Doran xuống đường dưới lấy rồng, Doran hạ gục rừng đối phương để đồng đội ăn Baron. Ván này là 100 điểm BOG cho Doran, là còn gì nữa. 100 BOG rất sáng đang chờ đợi Doran trước mắt. Chỉ cần họ cầm con Baron này và kết thúc ván đấu này mà thôi, sẽ là tình huống gây áp lực với bộ đội Baron. Và tạm thời thì Baron và Play đang là con số 2600 tiền. chạy Du. nhìn đội hình Genji đánh nhạc thông nổ sồ lên vào Honor, nhìn rợn người thật sự. Bộ đội Baron vẫn đang được kích hoạt ở khu vực đường giữa. T1 chuẩn bị bước vào pha giao tranh, tôi nghĩ là có thể là cuối cùng, bởi vì họ thua pha giao tranh này là coi như xong luôn. Số điện hành tráng đã hụt, Honor gồng quy nhưng mà không đấm vào ai cả. Và cái nhà lính đường giữa của T1 sẽ bị phá ngay bây giờ. Sau đó đợt lính ở đường dưới vẫn đang di chuyển tới. Và Zed đang là người nhận nhiệm vụ cố gắng đẩy lẻ ở cánh trên, nhưng mà Doran đã về rồi. Keria mở khá là tốt nhưng sát thương đâu. Honor là người lao ra nhưng hình như là hơi đơn độc, vẫn có sát thương đủ nhưng sau đó Honor là người trả giá ngay lập tức. Doran đã tới lao vào gõ, ta giật ngược ra và móc vào tường của Keria và ta phải trả giá luôn double kill. Sau đó là Bay lao thẳng vào giật lông, có triple kill và quát ra kill sẽ có cho ta chăng? Không có rồi, bởi vì Bay đã nằm xuống. Nhưng pha quét sạch và thắng lợi 2-0 dành cho Genji thì đã có. Một ván đấu bất tử đến từ con Jack của Doran. Và trong pha giao tranh cuối cùng thì T1 đã mở có phần hơi dướn. Keria đã mở trúng vào người của Chovy trong pha vừa rồi. Và ít nhất lượng sát thương từ Bobby vẫn đủ để họ lấy mạng của Eli. Nhưng khi mà Doran dịch chuyển trở lại với tình giao tranh cuối cùng thì đó là pha giao tranh rất một chiều diễn ra. Genji ấn định tỷ số 2-0, một chiến thắng được dự báo từ trước ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và cái cách họ giành chiến thắng đó là dồn spotlight dành cho Doran, và anh ta đã không làm ai thất vọng cả. Spotlight chiếu vào Doran hơi chói, tí nữa đi ngược hướng. Thì
Xin chúc mừng Genji thắng lợi. Đúng như đã nói, không ai bất ngờ về kết quả này cả. Với cái cách mà Genji thắng cũng tương tự như vậy. Và cái điều quan trọng nhất, đúng như tôi cũng vừa nói, đó là sự tự tin của Doran. Trong khoảng chừng 2 đến 3 trận đấu gần đây của Genji thì Doran đang là người được đồng đội hỗ trợ rất nhiều để tỏa sáng. Và anh ta chứng minh được rằng nếu như đồng đội tạo đủ điều kiện thì Doran cũng biết cách tỏa sáng. Với những con tướng carry không còn là những con tướng làm nền nữa, Queen, Gangplank, Jack, thì đây là một cái tiền đề rất tốt để cho bên phía của Genji hướng về giai đoạn lượt về và tìm kiếm những cái thắng lợi tiếp theo. Trong khi đó với T1 thì hành trình đau khổ của họ, tôi nghĩ là...